của cụ sư ông 101 tuổi ở thị xã Tâm ở chúng ta Tâm nha các bạn. Đây là các Phật tử đến đây để mà thắp nhang. Lọt tiên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.